Hyperdin, mình là Hoàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ về lý do nên và không nên mua chiếc Watch Active 2 của Samsung. Thì cùng theo dõi video của mình nhé. Bắt đầu nào. Ok, thì đó là cái phần unbox của mình. Thì cũng như những cái video khác thì mình sẽ chia sẻ một tí xíu về cấu hình của chiếc Watch Active 2 này. Đầu tiên, thiết bị này đã được sản xuất vào năm 2019. Thì chiếc Watch Active 2 này có màn hình là 1.4 inch và tỷ lệ nó là 40mm với độ phân giải là 360x360 pixel. Thì chiếc đồng hồ của mình được sử dụng chip Exynos 9110 với hệ điều hành Tizen là 4.0. Về bộ nhớ thì máy có bộ nhớ là 4GB và RAM là 768MB. Thiết bị này sẽ được trang bị Bluetooth 5.0 và khả năng kháng nước là IP68. Viên pin của nó thì theo thông số là 340mAh và có tính năng là sạc không dây. Thì đó là một tí thông số cơ bản về cái chiếc Watch Active 2 của mình đang sử dụng. Sau phần intro, unbox và chia sẻ cấu hình thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô lý do chính ngày hôm nay, đó là lý do bạn nên hay là không nên mua chiếc Watch Active 2 này để sử dụng trong năm 2021. Đầu tiên nha, mình muốn một chút drama một tí xíu nên là mình quyết định mình sẽ chia sẻ lý do không nên mua chiếc Watch Active 2 này vào thời điểm hiện tại. Lý do đầu tiên đó là thiết bị này đã cũ, lỗi thời và nó đã sản xuất tận 2 năm rồi, có nghĩa là nó đã ra mắt vào năm 2019. Lý do thứ hai là pin yếu, vì cái viên pin 340mAh này thì nó chỉ sử dụng được 1,5 ngày và thời gian chờ nó lên khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Mình không có thể sử dụng lâu hơn. Nếu mà bạn nào lần đầu tiên sử dụng đồng hồ thông minh thì các bạn sẽ thấy rất khó chịu về điều này. Lý do thứ ba, trợ lý ảo Bixby không hỗ trợ ngôn ngữ Việt Nam. Lý do thứ tư, thiếu ứng dụng trải nghiệm. Thì cái chiếc đồng hồ này trên kho ứng dụng rất là hạn chế app và các bạn không có nhiều sự lựa chọn giống như là trên Android Wear hoặc là trên Apple Store của Apple Watch. Lý do thứ năm là dung lượng của thiết bị này rất là ít luôn, chỉ có 4GB và chúng ta sẽ rất là hạn chế tải app về. Mình chỉ tải được khoảng 10 đến 15 app là cái dung lượng nó báo sắp đầy rồi. Lý do thứ sáu là cái chiếc đồng hồ này sử dụng hệ điều hành Tizen. Thì nếu các bạn xem video thời điểm hiện tại thì các bạn cũng biết là trong năm nay Samsung sẽ sử dụng một cái hệ điều hành mới, đó là sự kết hợp giữa Tizen và Wear OS của Google, nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm rất tốt luôn. Cuối cùng là lý do thứ bảy, đây là lý do quan trọng nhất mà các bạn không nên mua chiếc Watch Active 2, bởi vì năm nay Samsung sẽ ra thêm dòng Watch 4 nè hoặc là Watch Active 4, thì đây là những cái nâng cấp khá là tốt luôn, cũng như là phần chia sẻ ở lý do thứ sáu, đó là một cái hệ điều hành mới dành cho đồng hồ thì nó sẽ trải nghiệm tốt hơn. Thì đó là 7 lý do mà mình nghĩ các bạn không nên mua chiếc Watch Active 2 này. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái lý do mà bạn nên mua chiếc Watch Active 2 này vào thời điểm hiện tại. Lý do đầu tiên và lý do hết sức chính đáng nhất đối với mình nghĩ, đó là giá hiện tại
của thiết bị này chỉ là 2.8 triệu. Thì nếu các bạn thích muốn mua sản phẩm này thì mình sẽ để đường link của Saponet bên dưới nhé, giá rất là tốt luôn trong thời điểm này. Lý do thứ hai bạn nên mua thiết bị này, mặc dù Watch Active 2 được sản xuất vào năm 2019 nhưng thiết kế nó hết sức là thời thượng và trang trọng khi mà các bạn đeo trên tay luôn trong quá trình bạn luyện tập nè, hoặc là bạn có đi làm việc thì chiếc đồng hồ này cũng thể hiện hết sức cá tính của bạn khi mà các bạn đeo nó trên tay của mình. Lý do thứ ba, các tính năng cơ bản của một chiếc đồng hồ thì Watch Active 2 vẫn đáp ứng tốt và đầy đủ. Lý do thứ tư là phụ kiện của Active 2 hết sức là đa dạng bởi vì nó là một cái sản phẩm phổ biến từ năm 2019 đến hiện tại. Lý do thứ năm là lý do cuối cùng mà các bạn nên lựa chọn cái thiết bị này bởi vì nó vẫn có khả năng tốt trong cái việc theo dõi sức khỏe của bạn. Thì trong tình hình dịch bệnh hiện tại thì có một cái thiết bị để theo dõi sức khỏe cũng như là cho bạn một cái thiết bị theo dõi việc tập luyện nè. Khi các bạn có làm việc, các bạn ngồi trên bàn làm việc rất là nhiều thì thiết bị này cũng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái nội dung cần làm, cần thực hiện ở cái khoảng thời gian mà thiết bị này nó theo dõi được khi mà bạn đeo trên tay. Ok, sau khi mình chia sẻ lý do nên và không nên mua chiếc Watch Active 2 thì các bạn sẽ quyết định như thế nào, thì cùng chia sẻ những cảm nhận của bạn cũng như là kết quả của bạn vào dưới video của mình nhé. Thì mình sẽ rất vui nếu mà được cùng các bạn trao đổi nè, cũng như là giải đáp các thắc mắc và các chia sẻ của các bạn. Thì mình hy vọng các bạn sẽ để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để mình sớm đạt được 1.000 sub, cũng như là sẽ đạt được những cái cột mốc mới trong tương lai. Và cũng đừng quên follow mình trên Instagram, mình sẽ để ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Tạm biệt các bạn.